Rồi, xin chào bạn. Thì đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội để mà trên tay lại cho bạn xem những dòng laptop mới nhất hiện nay. Thì trong video này mình sẽ trên tay cho các bạn xem một dòng laptop thuộc hãng Asus. Đây là chiếc FX 502. Thì ngoài cái đặc điểm là nó có một thiết kế rất là cứng cáp, mạnh mẽ, thì nó còn được trang bị một cái card đồ họa GTX 1060 bên trong. Đó, rất hấp dẫn các bạn ha. Thì chiếc máy này mình lấy được tại cửa hàng Laptop New. Hiện tại giá bán của nó là khoảng là 29 triệu 100 ngàn đồng. Các bạn có thể tham khảo về giá bán nè, cũng như là về thông số cấu hình hoặc là những cái sản phẩm khác liên quan mà các bạn muốn tìm kiếm tại Laptop New. Rồi, ok. Thì các bạn thấy là cái chiếc laptop FX 502 này nó có một thiết kế được nó được đóng vào cái hộp rất là đơn giản thôi, một cái tông màu nâu. Nó quen thuộc bằng giấy tái chế giống như là những dòng laptop phổ thông khác của Asus. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho bạn xem coi là bên trong nó sẽ có những cái gì. Thì cái hộp này được đóng gói bằng giấy tái chế ha bạn ha. Nó rất là thân thiện với môi trường. Rồi, bên trong đây là cái chiếc FX 502 đóng gói được cẩn thận. Chúng ta có một cái lồng chữ là Republic of Game. Thì có một cái thì thú vị là mặc dù được bọc trong một cái miếng vải có logo của RG dòng laptop gaming, nhưng mà cái chiếc FX 502 này thì lại không được xếp vào dòng laptop gaming các bạn ha. Đó, các bạn nên lưu ý cái vấn đề này. Và thế giờ bây giờ mình sẽ để nó sang một bên, mình sẽ xem coi là Asus sẽ cho mà tặng chúng ta phụ những cái phụ kiện gì. Thì bên dưới chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là một số những cái cuốn sách hướng sử dụng cũng như là giấy bảo hành và một cái cọng dây để mà có thể quấn cho nó gọn cáp của chuột hoặc là cái adapter sạc. Rồi, chúng ta thấy là Asus đã không có trang bị cái chuột tặng kèm cho các bạn ha, bởi do là Asus là muốn rút gọn cái đi gọi là giảm thiểu chi phí, giúp cho cái máy này nó sẽ rẻ hơn đó. Thì mình cũng nghĩ là chuột ngoài bán cũng rẻ, không có mắc đâu, nó vẫn có thể mua được. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái adapter sạc đi kèm đó, như thế này, một cái adapter rất là quen thuộc của Asus. Xong thì đó là tất cả những cái phụ kiện này kèm theo cái chiếc FX 502. Ok, mình sẽ gọn một bên ha, đóng gói lại thế này. Rồi, đây là chiếc máy, bây giờ mình sẽ lọc vào trong cho bạn xem. Ok, rồi thì đây là chiếc Asus FX 502 đó. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem coi là chiếc máy này nó sẽ có gì đặc biệt. Đầu tiên là về thiết kế, thì nếu như bạn nào đã có xem qua cái clip của mình hoặc là biết tới cái dòng máy chơi game của Asus đó, dòng Strix GL502V, thì cái chiếc FX 502 này là bản sao. Nói chung là đây là dòng cấp thấp được rút gọn và cấu hình cũng như là những cái chi tiết nhỏ nhặt mà giống như trên con Strix GL502. Thì các bạn có thấy là cái chiếc FX 502 này nó có một cái bề mặt phía trước là được làm bằng chất liệu kim loại và được làm bằng phay xước, nó rất là nhìn cho nó một rất là đẹp các bạn ha. Và một cái tông màu đen rất là nhìn rất là manly luôn. Phía trên là chúng ta sẽ có một cái dải nhựa để mà thu sóng bằng tem bên trong. Thì cái dải nhựa này nó cũng được làm bằng chất liệu nhựa, nó cũng được làm dạng như là những cái phay xước giống như là tấm kim loại này, giúp cho tạo được cái sự đồng nhất cho cái phần mặt trước thôi bạn ha. Đó, rồi ok. Thì cái việc mà sử dụng mà cái chất liệu kim loại phần mặt trước này thì nó lại là một cái hậu quả, đó chính là nó sẽ bám mồ hôi vân tay rất là nhiều. Đây mình nhìn như thế này đó, thì có thấy là đó là mồ hôi vân tay rất là nhiều các bạn ha. Thế nên là bạn nào mà kỹ thì chịu khó lau chùi nó sẽ rất là đẹp. Ngoài ra thì Asus cũng là thiết kế cho cái phần mặt trước này là hai cái đường gân chụp nổi phát xéo lên, tương tự như là dòng Strix GL502. Tuy nhiên thì hai đường gân này thì nó lại không có được dập nổi nhiều như là cái dòng Strix GL502 đó. Và các bạn có thấy là cái máy này thì nó chỉ nổi bật nhất đó chính là về cái logo Asus 47 chỉ giữa mà thôi đó. Thì như bạn nào mà đã thấy cái dòng Strix GL502 thì các bạn sẽ thấy là nó đã được loại bỏ đi hai cái dải đèn cũng như là không còn cái logo RG nữa, mà theo đó là cái logo Asus thông thường, và hai đường chụp nổi nó sẽ không có mạnh mẽ như là dòng GL502. Thì đó là những cái đặc điểm mà phân biệt ở phần mặt trước. Còn về phần cạnh dưới của mặt trước thế này thì các bạn có thể thấy là Asus đã có một cái đường vát xéo lên, nó tương tự như là dòng GL502. Tuy nhiên thì cái dòng slogan của Asus là Republic of Game thì nó không còn nữa. Đó, nó rất là đơn giản thế này. Còn về các cạnh của máy ha, thì cạnh phải của máy là chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái jack tai nghe 3.5, hai cái cổng USB 3.0, một cái khe cắm thẻ nhớ và một cái cổng khóa laptop Kensington. Còn về cạnh trước thì chúng ta sẽ có một những cái dải khe nhỏ thế này và có ba cái đèn báo trạng thái tín hiệu hoạt động của máy. Cạnh trái thì chúng ta thấy là có một cái cổng nguồn nè, một cái cổng LAN
một cái cổng mini display và một cổng HDMI, cuối cùng là thêm một cái cổng USB 3.0 nữa. Thì cái chiếc máy này nó được trang bị những cái cổng cơ bản để mà các bạn sử dụng. Rồi cạnh sau của máy thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái dãy tản nhiệt rất là dài, và cái máy này nó có rất là nhiều hốc tản nhiệt ha, và hai cái hốc tản nhiệt chính là sẽ nằm ở hai bên như thế này. Đây là hai hốc tản nhiệt chính nó rất là lớn, và những cái hốc tản nhiệt phụ ở chính giữa như thế này. Thì nếu mà so với dòng GL502 Strix thì nó đã không còn những cái sơn cam trong những cái lưới đồng tản nhiệt phía bên trong, cho nên là khi các bạn nhìn tổng thể cái chiếc máy này á thì nó sẽ là một cái tông màu đen huyền bí luôn đó, rất là đẹp đó các bạn ha. Đó rồi, nếu như bạn nào mà thích màu đen, hoặc là nói chung là cái máy này các bạn mà dán đi dán logo Batman vô thì chắc cũng giống như là laptop của Batman rất là đẹp. Ok, về phần mặt dưới của chiếc máy thì mặt dưới của chiếc máy cũng sở hữu thiết kế không khác gì so với dòng GL502. Chúng ta có một cái tấm bằng nhựa ốp như thế này và được làm nhám, cũng như là được có những cái quả tiết dạng maya cổ nó khắc ở phía bên dưới cái tấm này, nó khiến cho cái phần mặt dưới nó không có nghe nhàm chán, cũng như là bốn chân đế cao su kích thước lớn được gắn ở bốn góc, nó giúp cho cái máy nó sẽ cố định chắc chắn khi mà các bạn sử dụng trên cái bề mặt. Thì so với dòng GL502 thì bốn cái chân đế cao su này thì nó là tông màu đen chứ không phải là tông màu cam, cũng như là cái logo RG cũng như và cái dòng chữ Relic Game nó được loại bỏ đi. Cái khúc này thì nó trống trơn. Chúng ta có những cái khe tản nhiệt phụ ở phía bên dưới như thế này ha. Còn cái về việc mà các bạn vệ sinh máy nè, hoặc là các bạn nâng cấp như là RAM, ổ cứng hay là những cái vật khác thì các bạn việc tháo những cái góc này ra, đó, các bạn dỡ lên thế là xong. Rồi. Thì đó là tổng quan về bề ngoài của chiếc ASUS FX502, bản sao về thiết kế của chiếc Strix GL502. Bây giờ mình sẽ mở cái máy này xem coi là bên trong nó sẽ trông như thế nào. Rồi, thì đây là cái nội thất bên trong chiếc FX502V. Thì các bạn thấy là không chỉ là thiết kế bên ngoài mà cái phần nội thất bên trong nó cũng được thừa hưởng từ cái dòng Strix GL502V. Cụ thể là các bạn có thấy là cái phần mặt trong bên trong như thế này ha, thì nó cũng được làm bằng nhựa và nó được làm dạng giả kim loại phay xước, cho nên là nó sẽ hạn chế bám mồ hôi tay rất là tốt, cũng như là cái việc mà các bạn trải nghiệm, các bạn để tay các bạn thao tác nó cũng rất là thoải mái, nó không có gây khó chịu. Ngoài ra thì chúng ta thấy thấy là có những cái đường nét đường gắt khúc như thế này ha, đó những cái vỡ tiết hình học nó tạo một cái điểm nhấn, nó không có gây nhàm chán trong cái phần nội thất bên trong. Tuy nhiên thì so với cái dòng Strix GL502 thì hình thức bên trong này nó vẻ nhợt nhạt hơn, nó chỉ là một cái màu đen duy nhất mà thôi. Chúng ta có hai cái loa hai bên được đặt ở góc như thế này ha, và cái phần lưới bên trong á thì nó lại là tông màu đen luôn chứ nó không phải là tông màu cam như là cái dòng Strix GL502V, và cái dòng Strix ở đây nó cũng được loại bỏ luôn đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái cụm xuất bắt cảm ứng ở đây. Thì cái phần xuất bắt này nó cũng cho cái cảm giác rê rất là tốt ha, được cái bề mặt của nó được làm dạng sần đó, và phủ dạng sần cái cảm giác rê rất là tốt, nhạy cũng rất là ok, các bạn thao tác đa điểm nó rất là hiệu quả ha. Và chúng ta có hai cái phím mà chuột trái phải khá là dễ bấm đó. Rồi thì cái phần xuất bắt này nó cũng được làm lõm xuống để các bạn có thể dễ dàng thao tác nè. Rồi cái phần chiếc ghế tay của chiếc máy này nó cũng rất là rộng rãi để cho các bạn có thể trải nghiệm gõ phím hoặc là chơi game. Tuy nhiên thì với những bạn nào mà có bằng tay là gọi là hơi bị lớn á, thì cái phần chiếc cái tay bên tay trái ra cho các bạn chơi game thì các bạn sẽ rất là dễ chạm vào cái phần loa bên hông như thế này, nó sẽ gây ảnh hưởng đến việc mà các bạn khi mà chơi game hoặc là các bạn nghe nhạc đó. Một cái lưu ý nữa là các bạn không nên để những cái vết bẩn hoặc là những cái lặt vặt nó sẽ rớt vào đây, nên là rất là khó lấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ nói về cái phần bàn phím. Thì cái phần bàn phím này là một cái bàn phím full size chiclet và nó có hành trình phím là khoảng là 1,6 mm, cho nên là cái việc mà các bạn gõ phím trên cái laptop rất là hiệu quả, rất là tốt. Mình rất là thích cái bàn phím này, nó tương tự với là cái bàn phím trên cái con Strix GL502V, nó cho cái tốc độ mà gõ phím khi mà các bạn sao chép văn bản nè rất là nhanh. Tuy nhiên thì để mà chơi game thì mình nghĩ là các bạn nên sắm cho mình một cái bàn phím rời ở ngoài thì cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo đó chính là về phần màu. Thì cái dòng Strix GL502V á thì nó cái phần phông chữ nó sẽ là cái tông của nó là tông màu cam, cũng như là cái bốn cái phím điều hướng W ASD khi các bạn chơi game á thì nó sẽ là một cái bốn phím màu cam hẳn luôn. Còn trong khi thì cái bàn phím này thì có thấy là nó sẽ là tông màu đỏ quay thuộc của dòng RG, cũng như là bốn phím W ASD thì nó sẽ có một cái viền đỏ xung quanh để mà các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn chơi game vào ban đêm. Đó, mình thì thích cái bàn phím trên cái con GL502V dòng Strix hơn. Ngoài ra thì cái đèn nền của chiếc máy cũng là đèn tông màu đỏ,
đó, một cái mẫu rất là quen thuộc của dòng ROG Asus. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái màn hình. Thì cái chiếc Asus Aegis 52 này được trang bị một cái màn hình là kích thước là 5,6 inch, độ phân giải là Full HD. Tuy nhiên thì do là được cắt giảm những cái lặt vặt để mà giảm thêm chi phí, cho nên là cái màn hình của chiếc máy này là nó đã sử dụng cái tấm nền là TN chứ không phải là tấm nền IPS. Cho nên là khi mà các bạn nhìn ở những góc là từ dưới lên hoặc là từ trên xuống thì các bạn sẽ gặp một cái tầng bóng ma. Đó. Thì cũng dễ hiểu thôi. Các bạn tuy nhiên thì mình nghĩ cái vấn đề này thì nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm, khi mà các bạn chơi game á thì hoặc các bạn làm việc thì mắt của các bạn sẽ nhìn thẳng chứ không phải là nhìn trên hay nhìn xuống gì đó, không ảnh hưởng gì quá nhiều. Còn về khả năng hiển thị màu thì theo như Asus công bố thì cái màn hình của chiếc máy này nó cho cái độ phủ màu là sRGB là 100%. Mình đánh giá là cái màn hình này nó cũng rất là ok. Đó, nhìn các bạn chơi game, xem phim, nghe nhạc thì rất là tuyệt vời, không có gì mà chê trách hết. Chỉ qua là nó chỉ bị cái phần mà tấm nền TN rồi thôi. Đó, cái ảnh hưởng khi mà các bạn nhìn từ trên xuống hoặc là từ dưới lên. Ngoài ra thì cái phần màn hình này chúng ta có một cái vấn đề, đó chính là về cái viền màn hình. Thì mình thấy là cái viền màn hình của cái chiếc máy này nó khá dày. Đây, các bạn thấy là nó viền còn khá dày hai bên như thế này ha, ở phần trên dưới. Đó, chúng ta có một cái logo Asus rất là bự ở đây. Ngoài ra thì các bạn có thấy là phía trên chúng ta có một cái cụm webcam để mà các bạn có thể chat video thoại hoặc là các bạn có thể livestream. Ngoài ra thì Asus cũng chuẩn bị hai cái cọng mic hai bên thế này ha, giúp cho việc mà ghi âm khi mà các bạn livestream, nhất là những game thủ, nó sẽ hiệu quả và nó sẽ to và rõ ràng hơn. Thì đó là về cái phần màn hình. Rồi, cái phần bản lề của cái chiếc Aegis 52 này thì nó cho cái góc mở nó cũng không có nhiều, chỉ khoảng gần 120 độ thôi. Đó. Và cái phần bản lề này mình đánh giá là nó gia công rất là chắc chắn hơn ha, nó không có hiện tượng ọp ẹp giống như là những cái dòng laptop khác của Asus, cũng như là cái phần màn hình này nó được gia công rất là chắc chắn. Tổng thể về chiếc máy này mình đánh giá là nó được gia công rất là chắc chắn, nó không có ọp ẹp như là những cái hiện tượng trước đây của Asus. Mình rất là đánh giá cao về cái chiếc Aegis 52 này. Thì đó là tổng thể về chiếc máy. Và còn một vấn đề nữa mà muốn chia sẻ đó là cái phần bàn phím. Thì cái bàn phím Asus là mặc dù là cho cái cảm giác gõ phím rất là tốt ha, đó, đèn có đèn bàn phím đàng hoàng. Tuy nhiên thì bốn cái phím điều hướng thì lại đặt gom chung như thế này, cho nên khi mà các bạn thao tác thì các bạn rất là dễ bị bấm nhầm. Giá như mà Asus mà thiết kế cho nó đặt tách biệt là xuống phía dưới hoặc là nó làm như thế nào đó thì cái việc thao tác sẽ dễ dàng hơn. Cũng như là cái nút cuộn này cũng được gom chung trong cái vật bàn phím số chứ không được được tách rời ra. Đó. Thì đó là những cái tổng thể về mình muốn chia sẻ liên quan tới cái phần nội thất bên trong. Bây giờ mình sẽ nói về phần cấu hình, đây là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với bạn nhiều nhất. Thì như mình nói lúc ban đầu thì chiếc Aegis 52 này nó là bật là nhờ vào được trang bị một cái card đồ họa GTX 1060. Thì với cái chiếc GTX 1060 này thì nó sẽ có mức dung lượng là 3 GB chuẩn GDDR5. Ngoài ra thì những cái cấu hình phần cứng còn lại nó sẽ tương tự như là dòng Strix là 5.2V của Asus. Cụ thể đây là được trang bị con chip xử lý là Intel Core i7-6700HQ và nó có sản nghiệp là 2,6 GHz, nó có 8 GB chuẩn DDR4 và RAM của chiếc máy này là RAM hàng chết trên bo hoa bạn ha, cũng như là bạn có thể mở rộng cái mức RAM của chiếc máy này và thông qua một cái khe cắm RAM bên trong nữa. Ngoài ra thì chiếc máy nó cũng được trang bị một cái ổ cứng là 1T của Hitachi và nó có tốc độ là 7200. Tuy nhiên thì mình thấy là cái ổ cứng 1T của Hitachi này nó cho cái tốc độ sử dụng như là tốc độ đọc ghi nó khá là thấp, cho nên là cái việc mà mình trải nghiệm khởi động máy nè, bạn chơi game, khởi động ứng dụng nó hơi lâu. Cho nên là chiếc máy này nó cũng có hỗ trợ cái gọi là cổng để mà các bạn có thể dùng cái ổ SD giúp cho máy nó sẽ tăng tốc nhanh hơn. Tuy nhiên thì chiếc máy này nó lại là sử dụng cái chuẩn kết nối là AM2 SATA 3 chứ không phải là chuẩn là PCIe, cho nên là cái tốc độ của bạn sẽ không có thể gọi là được cao nhất. Đó, tất nhiên rồi như mình lúc ban đầu ha, nó là cắt giảm một số những cái thành phần để mà giảm thiểu cái chi phí. Nhưng mà dù sao thì các bạn cũng đã sở hữu được một cái laptop mà có chiếc card GTX 1060 khá là ngon. Rồi, thì đó là những chia sẻ của bạn về mặt cấu hình thôi các bạn ha. Qua những cái trải nghiệm của đánh giá của mình thì mình thấy là chiếc máy này nó cho cái hiệu năng sử dụng rất là tuyệt vời. Những cái tựa game mà trước đây mình đã test trên cái chiếc gọi là 5.2V thì đem qua cái chiếc Aegis 52 này thì nó cho cái khả năng trải nghiệm nó rất là mượt. Đó, bây giờ mình sẽ thử mở những cái tựa game cho bạn xem coi là chiếc máy này sẽ chơi như thế nào. Thì với cái tựa game đầu tiên đó là dòng tựa game Battlefield 4, một cái dòng tựa game bắn súng rất là nổi tiếng ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần thiết lập cài đặt game cho các bạn xem. Đây.
Mình vào cái mục là video thì các bạn có thấy là hiện tại là cái mình đang chỉnh cái mức chơi game, cấu hình game mà là ở mức cao nhất là mức Ultra. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ apply nó ha. Ngoài ra thì mình cũng sẽ mở cái ứng dụng để mà mình cho bạn xem được cái nhiệt độ của máy cũng như là về cái khung hình mà khi mà mình chơi game. Ok, mình sẽ bắt ra. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game. Thì có thấy là hiện tại là trên góc máy nó đang hiển thị là nhiệt độ của GPU là cái card GTX 1060 nó đang nhảy là 51 độ C cũng như là khung hình đang nhảy là 30 frame. Nhiệt độ trong phòng mình là nhiệt độ thông thường chứ không có xài máy lạnh nha các bạn ha. Ngoài ra thì cái màn hình của chiếc APX 502 này thì nó là màn hình được phủ một lớp chống chói cho nên là khi mà các bạn chơi game á, nó sẽ không có bị chói so với cái màn hình gương đó. Còn về âm thanh thì cái chiếc máy này được trang bị hai cái loa hai bên, tuy là nó khá là nhỏ như mình đã cho bạn xem ban đầu ha, nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó mang lại là nó khá là to đó, nhỏ nhưng mà miệng rất là bự. Nhưng mà mình đánh giá là cái chất lượng mà âm thanh phát ra trên cái chiếc máy này thì nó chỉ đạt ở mức khá thôi. Khi mà các bạn mà nghe nhạc xem phim mà ở mức âm lượng mà cao nhất á, thì nó sẽ hơi bị rè. Và mình cũng có xem là cái công nghệ âm thanh trên cái chiếc APX502 này là công nghệ âm thanh của ICA Power. So với cái chất lượng âm thanh trên con Shure GL52V á, nó là của Shure SmartMaster Premium cho nên là cái con Shure GL52 nó sẽ cho cái chức năng nó sẽ chắc hơn một chút so với cái con APX502 này. Đó. Rồi thì các bạn thấy là hiện tại là mình đã vào game ha các bạn ha, và góc trên của chiếc máy nó đang nhảy là nhiệt độ của GPU là 67 độ C cũng như là của mình là 60 frame. Đó. Mà các bạn nên nhớ là khi mà các bạn muốn chơi game thực sự một cách rất là mượt mà, khai thác tối đa hiệu suất của chiếc máy thì các bạn nên cắm điện ha các bạn ha. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ thử chơi game cho các bạn xem. Đó. Đây là một trong những cái tựa game bắn súng rất là nổi tiếng cũng như là mình rất là thích cái tựa game này. Đó. Đây mình cho các bạn xem chơi rất là mượt ha, nó không hề có cái độ trễ. Rồi. So với cái phiên bản cấu hình trên cái con Street GL52V á, thì nó được trang bị là cái chiếc card đồ họa rồi là 970 và nó còn sẽ có 6GB RAM. Tuy nhiên thì nếu mà mình chỉnh mức Ultra thì nó cái máy nó sẽ chơi bị khựng, trong khi với cái chiếc máy này APX502 nó được trang bị con card GTX 1060 cho nên là nó sẽ cho cái khả năng chiến game nó mượt mà rất là nhiều. Đó, mình thấy là chơi không hề có dùng gì lắc nào hết, rất là mượt mà đó. Rồi, ok. Nếu mà thấy là cái màn hình được phủ chống chói cũng như là sử dụng nó làm trên thì nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc mà các bạn chơi game mà còn ha. Đó. Rồi thì đó là về cái mục tựa game Battlefield 4. Bạn thấy là hiện tại là cái chiếc máy là nhiệt độ của nó đang CPU là 57 độ C và cái nhiệt độ của ổ cứng là 38 độ C. Và mình đánh giá là cái chiếc máy APX502 này nó cái độ tỏa nhiệt của nó là nó khá là nóng, và cái khu vực nóng nhất của nó đó chính là cái khu vực mà ở phía trên bàn phím. Đây là khu vực mà nóng nhất là do bên trong, bên dưới là khu vực mà bố trí cái CPU và GPU phía bên dưới ha bạn ha. Đó, nó khá là nóng. Mình thấy là cái khả năng tỏa nhiệt của chiếc APX502 này nó không thực sự là hiệu quả lắm so với cái con mà Street 502V. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ mở một cái tựa game khác cũng rất hấp dẫn, đó là cái tựa game đua xe Need for Speed Rival cho mình xem coi như thế nào ha. Rồi như vậy là mình đã được vào là cái tựa game là Need for Speed Rival ha. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái thiết lập mà cấu hình game cho các bạn xem. Đây. Hình như là có một là VC Setting ở đây ha. Chúng thấy là mình đã bật tất cả những cái tính năng hiệu ứng trên cái game trong cái tựa game này là ở mức Ultra là mức cao nhất. Đó, tôi thấy đây là toàn bộ là mình rất là cao. Bây giờ mình sẽ thử chơi cái tựa game này xem coi là như thế nào. Đó, thì các bạn thấy là cái này nó phát ra nghe rất là to nhưng mà nó sẽ hơi rèn chút xíu. Ok. Rồi, mình sẽ chơi ha. Chơi rất là mượt. Do cái đường game này nó không có gây vốn nhiều cấu hình như là cái dòng của em mà có thêm vốn cho nên là nhiệt độ của GPU nó không có nóng quá so với cái đường game mà nãy mình chơi. Thì nhiệt độ của GPU hiện tại đang nhảy là 65 độ C các bạn ha. Rồi, 7. Rồi. Hình ảnh game rất là mượt mà.
Rồi, thì đó là khả năng chơi game trên cái tựa game Need for Speed Rival. Ngoài ra thì Asus cũng có trang bị thêm những cái tính năng cơ bản dành cho cái chiếc Epic 5.2 này. Do là được sở hữu cái phần cứng tương tự như là dòng Street GL 5.2V, cho nên là các bạn có thể sử dụng những cái driver của dòng Street GL 5.2 để mà các bạn cài vào cho chiếc máy này rất là bình thường ha bạn ha. Mình cũng muốn giới thiệu các bạn một số những cái công cụ cơ bản mà rất là hữu ích cho chiếc máy. Đầu tiên đó chính là với công cụ là Audio Wizard của iSpower. Thì với cái công cụ này thì các bạn có thể quản lý được cái khả năng trình diễn âm thanh trên chiếc máy, rất nhiều những cái chế độ mặc định, xin lỗi bạn, là những cái chế độ có sẵn trên máy, chẳng hạn như là chế độ đa phương tiện nè, cái chế độ âm thanh Battlefield 4, chế độ Battlefield, một cái chế độ âm thanh để mà các bạn hay chơi những cái tựa game bắn súng riêng đặc nhất là ưu tiên cho cái tựa game Battlefield, rồi xem phim, rồi những cái bộ phim hay hành động hay là những cái tính năng âm thanh khác. Thì để mà thiết lập chuyên sâu hơn, các bạn có thể nhấn vào cái hình răng ở đây, nó sẽ cho bạn xem những cái thông số chuyên môn khác đó. Từ đó thì bạn hãy chỉnh được những cái rất là nhiều những cái thông số khác. Mình thì mình không làm âm thanh lắm cho nên là mình cũng để mặc định thôi. Ok, thì đó là cái công cụ đầu tiên. Cái công cụ thứ hai đó chính là Splendid Utility. Thì cái công cụ này thì giúp cho các bạn có thể chỉnh được cái cách hiển thị màu trên cái chiếc máy. Đó, cụ thể hơn là mình sẽ cho bạn xem đó, do cái máy này nó nên mình nó ban đầu ha, độ cứng của nó cho cái tốc độ chiết xuất nó khá là chậm, cho nên là khi mà bạn mua chiếc máy này về thì mình nghĩ là các bạn nên mua cái ổ SSD để mà gắn vào, nó giúp cho chiếc máy nó sẽ chạy nhanh hơn và mượt hơn. Rồi. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói một chút là nó về cái dung lượng pin. Thì cái pin của chiếc máy nó là pin 4 cell, cho nên là cái thời lượng dùng của chiếc máy này nếu như bạn mà sử dụng theo dạng gọi là thông thường, lướt web, xem phim, nghe nhạc, giải trí gì đó, thì cái máy này nó cho cái thời gian đạt khoảng là gần 2 tiếng rưỡi. Một cái con số mà nó gọi là nó khá là khiêm tốn. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng dạng như lướt web thôi đó, thì nó sẽ dài hơn, chắc là cũng phải được 3 tiếng 15 phút gì đó. Ok, thì đây là cái công cụ mà Asus Split Utility ha. Các bạn thấy là hiện tại là mình đang bật chế độ là Vivid, là màu sắc này sẽ hiển thị sắc nét và nó tươi hơn. Hay Care tức là nó sẽ cái màn hình của các bạn nó sẽ bị ám vàng. Thì vàng nhiều hay vàng ít là các bạn sẽ kéo thanh thước như thế này ha bạn ha. Thì cái việc mà làm trong hình vàng nó sẽ giảm thiểu cái ánh sáng xanh, nó giúp cho mắt các bạn nó sẽ không bị mỏi mắt khi mà các bạn tiếp xúc lâu với cái màn hình này, do cái màn hình nó sẽ phát ra cái ánh sáng xanh, nó gây rất là gây hại mắt. Và đây là chế độ tiêu chuẩn bình thường. Còn như bạn mà không thích thì bạn có thể chọn Radio, cái chỉnh được căn thước như thế này đó, và chỉnh mà theo cái con mắt của các bạn. Rồi ok, thì đó là những cái cơ bản mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc máy này. Thì tóm gọn lại, với mức giá là gần 30 triệu các bạn bỏ ra để mà mua cái chiếc Epic 5.2 này, các bạn sẽ có gì? Các bạn sẽ có được một chiếc laptop được trang bị card GTX 1060, giúp cho các bạn có thể chơi được những cái tựa game offline nặng cũng có hình rất là mượt mà, không hề có một cái hình tượng dựa lắc nào, kể cả những cái tựa game online như là LOL, Dota hay là Overwatch gì đó, khá là thoải mái. Còn bù lại thì các bạn phải đánh đổi một số thứ, chẳng hạn như là về thiết kế nè. Đó, chúng ta có một cái thiết kế nó đơn giản, nó không có quá cầu kỳ như là những dòng laptop gaming hay là dòng Street GL 5.2V tàn anh của nó. Thứ hai là các bạn sẽ không có được trang bị cái chuẩn kết nối là M2 PCIe để mà các bạn có thể sử dụng được cái ổ SSD cho cái mức độ chỉ xuất nó sẽ gọi là cao nhất. Ngoài ra là cái màn hình của chiếc máy này là sử dụng cái tấm màn TN chứ không phải là IPS, nó cho cái góc nhìn nó không có được ngon so với màn hình IPS. Tuy nhiên thì nó cũng đủ đáp ứng cho các bạn tốt những cái nhu cầu giải trí hoặc là các bạn sử dụng những cái nhu cầu của bạn hàng ngày. Thì đó là những cái cơ bản mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Epic 5.2 này. Bài viết đánh giá chi tiết thì mình đã có xin link bên dưới, thì các bạn hãy xem để mà tham khảo ha các bạn ha. Rồi, nếu như bạn nào quan tâm thì các bạn có thể comment bên dưới để mà các bạn chia sẻ những cái ý kiến của mình về chiếc Epic 5.2 này, của chiếc laptop mà tầm trung được trang bị card GTX 1060 các bạn ha. Rồi xin các bạn.